Các bạn thân mến, một cái mèo nhỏ thợ nước thì thôi không nói rồi, mình nói với anh em dân dụng, mình cũng đang bị, đây là cái bồn nước mà mình ở nhà thuê nên là mình không có nắm. Đấy, thì nguyên tắc thì mấy cái bồn nước là thường có cái ống thông hơi ở cái nước ra, ống thông hơi cao hơn mặt nước, ló lên trên, có chỗ thì đắp chữ T. Đấy, mấy cái bồn nước xa các bạn thấy nè, đấy, cái ống lên, ống thông hơi đó, bồn nào cũng có. Đấy, bồn nào cũng có ống thông hơi trên này. Riêng cái bồn này sẽ là hai cái giò trên là giò nước, một cái bơm cái nước phao cơ. Đấy, còn cái phao cơ là cái này nè, cái bồn có cái giò nước ra, nước này nè, đấy, nước ra. Đó, thì từ cái giò nước ra này là nó chảy luôn xuống ở dưới nước sử dụng. Thì mình nghĩ là dưới đáy bồn thì nước chảy ra, mà mình ở dưới nhà thì nước chảy là bình thường rồi. Tuy nhiên mỗi lần hết nước là bơm đầy bồn, tràn luôn vẫn không chảy. Đấy, thì một cái mà bây giờ là mình dân dụng nha các bạn, mình nói là người sử dụng bình thường á, thợ nước thì người ta đầy kinh nghiệm rồi. Đó, mình nghĩ là bình thông nhau thấp thì chảy, nhưng mà ngặt cái nhà này ông thợ đâu hay là gì, ông chủ nhà vậy đó, cái ống thông hơi bít kín hơi luôn nè. Mình ở đây mình ở thuê nửa năm mình bị rồi, cứ mỗi lần lỡ cạn bồn mà bơm nước đầy vẫn không có nước. Bữa nay tức mình quá, không có, cũng nghe anh em thợ nước nói là cái lỗ nó thông hơi, nếu không có đó là nước nó không thông. Nghe mình biết, mình thấy cái lỗ này sao ông thợ này không bít, chủ nhà gì ai vừa rồi mình lấy cưa sắt nè, cưa ngang đầy cái nghe hơi nó xì ra, giống như là xì dò xe đó. Xe xong rồi cái là cái dòi nước dưới nhà nó lại chảy. Đấy, thì cái này là cái mẹo nhỏ mà anh em mà thợ thì mình không nói, nhưng mà cái người sử dụng nước ở nhà mình cũng nên nắm. Nhiều khi thấy cái dòi nước ra sử dụng mà con chim hay bụi gì nó vô đây, hoặc chim uống nước dơ lấy bịt kín mít mất hơi, mà khi cái bồn nước cạn là nước sẽ không chảy. Đấy, kinh nghiệm xương máu cho mấy người giống như mình không biết gì về nước mà đi sửa nước. Đấy. Này, cái này là từ đáy bồn nước ra, rồi dưới này là thấp, xong rồi đi xuống dưới nhà là nó thấp hơn 5 mét mà mất chứng gì, nước nó không chảy. Đó, đơn giản là bình thông nhau mà nó không xì hơi, là nó bị gián đoạn nước không chảy được. Đấy.